lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng con xin gửi tới quý vị cùng cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện trong đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh lời chào thân ái và lời chúc mừng Giáng sinh an bình và hạnh phúc. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vâng, tiếng hát thiên thần và lời chúc lành của đêm Giáng sinh năm xưa đã vang lên trên khắp thế gian để mừng sinh nhật con Thiên Chúa xuống thế làm người. Và hôm nay, tại ngôi thánh đường giáo xứ Dị Nậu thân yêu, mọi tâm hồn đang hòa nhịp cùng tiếng hát du dương của các thiên thần. Thiên Chúa làm người, lời tỏ tình siêu bạo nhất của trời cao với đất thấp, là hành động yêu thương đến cùng của một Thiên Chúa là cha chúng ta. Là một niềm vui lớn lao, một tin mừng trọng đại của toàn thế giới. Vì ơn cứu độ đã đến trong trần thế, cũng như đến với mỗi người chúng ta. Tại ngôi thánh đường này, hôm nay chúng ta họp nhau lại trong đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh, không phải chỉ để hưởng một niềm vui mau qua, nhưng là để kỷ niệm một biến cố vĩ đại của hơn 2.000 năm trước. Và vượt trên tất cả là để mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn mình chào đón Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta ngự xuống. Tham dự đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh hôm nay, chúng con xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cha đặc trách Phêrô Trần Đức Lâm. Quý gì đến từ hội dòng mến đánh giá Hưng Hóa, cùng đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Ngoài ra còn có sự tham dự của quý vị không cùng tôn giáo, nhưng quý vị đã dành thời gian tới đây để chia sẻ niềm vui lớn lao với chúng tôi trong đêm Giáng sinh này. Chúng tôi xin chúc mừng và ghi nhận tấm lòng của quý vị. Chúng con xin kính mời cha đặc trách Phêrô Trần Đức Lâm lên khai mạc chương trình đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh năm 2015. Trời cao đóng kín mấy ngàn năm, trần thế ngập chìm cảnh tối tăm. Một đêm thiên cung bừng rộng mở, ánh sáng tuôn tràn cảnh nhân gian. Thiên Chúa uy linh đấng vô biên, trở nên huyết nhục chốn phàm hèn. Đất trời nối kết dây tình ái, vô biên hữu hạn mãi kết duyên. Kính thưa quý thầy, quý dì, quý của ông của bà, quý ông bà cố, kính thưa quý khách, bà con các cô giáo bạn gần xa, kính thưa toàn thể toàn đoàn Dân Chúa, hang Đá Lên, nơi cứu ngụ của chiên bò, đã trở thành nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh năm nào cũng bừng sáng lên lửa tình yêu, ngọn lửa do Đức Giêsu chiếu sáng. Tuy tổ chức đơn sơ và khiêm tốn, nhưng đêm hoan ca này vẫn được sưởi ấm bởi những tấm lòng rộng mở đón nhận mừng vui Giáng sinh, niềm vui trời và đất cùng hòa điệu. Thế giới ngày càng hướng về Noel thật là hữu lý, vì nhân loại ngày càng nhận ra ánh sáng từ ngôi sao huyền diệu. Đó chính là ánh sáng tuyệt diệu phát ra từ Đức Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Ước gì mỗi khi Noel về, lòng chúng ta lại bừng lên ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa thiêng có sức thiêu rụi mọi tà khí của lòng hận thù, ích kỷ, chia rẽ, tham lam, dâm dật và bất lương, để tất cả nhân loại có thể hợp ca với muôn triều thần thánh trên trời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Với những tâm tình đó, chẳng có lý do gì khiến chúng ta không thể không ca mừng Thiên Chúa chúng ta Giáng sinh làm người. Do đó giờ đây, tôi đại diện cho ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc
đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh bắt đầu. Để cảm nghiệm Giáng sinh thực sự đã đến trong tâm hồn mỗi người chúng ta, xin kính mời cộng đoàn cùng thưởng thức.
mời cộng đoàn cùng thưởng thức một vũ điệu thật sôi động, liên khúc Giáng sinh.
Trở thành hiện thực như Đức Maria cười to
mời tập đoàn cùng thưởng thức vũ điệu We With You Merry Christmas với sự thể hiện của nhóm Chiên Con. Xin kính mời tập đoàn cùng lắng nghe.
Giáng sinh cũng là món quà quý giá Thiên Chúa trao ban cho toàn thể nhân loại. Thánh Gioan đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Không ai thấy tình yêu bao giờ, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những biểu hiện của tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa là cội nguồn của mọi tình yêu, nơi con người trong đó có tình yêu lứa đôi. Tình yêu Thiên Chúa thể hiện qua đêm thánh, đêm con Chúa xuống thế làm người, đêm niềm vui, tình thương, mùa hồng ân trên khắp nhân gian. Và đêm thánh cũng có thể là lúc đôi bạn trẻ gặp gỡ quen nhau. Để hòa nhịp với niềm vui đêm nay, hai bạn Trình Nguyễn, Liệu Chi Bom sẽ gửi tới quý vị và cộng đoàn một ca khúc khá quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, bài hát mang tựa đề Bài Thánh Ca Buồn. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe.
tiếng thanh ca này sờ vào đêm tối nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn đêm thanh ô cùng lạnh giá hồn rồi tiếng thanh ca này sờ vào đêm tối nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn đêm thanh ô là món quà quý giá Thiên Chúa trao ban cho toàn thể nhân loại. Đó là những tâm tình mà các em ngành ấu gửi tới quý vị qua nhạc phẩm Quà tặng Giáng sinh. Con xin gửi lời tới quý cha cùng quý cộng đoàn lời chào thân thương nhất. Kính chúc quý cộng đoàn một mùa Giáng sinh an lành. Sau đây con xin gửi tới quý vị một nhạc phẩm Cao cùng lên.
trong tuyết dương. Đàn ơi cứ rung những điều gieo dân, hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng lẽ tung đàn, mau tìm cho tới thờ kính vua sáng trời. Ôi hỡi trần gian im tiếng đi mà không kinh, Chúa con sinh ra trong mắt có hang lửa. Tuy Chúa là vua muôn nước suy cùng tôn kính, Chúa bom ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn thương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoáng thoáng cung đàn, một đêm khuya vàng vắng trong tuyến dương. Đàn ơi cứ rung những điều gieo dắt, hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng lẽ tôn đàn, mau tìm cho thấy thờ kính vua sáng trời. Thôi hỡi trần gian bao tiếng dương cùng giá rén, cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh vô ngần. Ôi đấng toàn năng xưa quá yêu người tha thiên, Chúa chịu khổ hèn trên tuyết ngàn dặm. Xin cảm ơn ạ. Vâng, các khúc tiếp theo Hải Nam xin gửi tới quý vị một nhạc phẩm dư âm của Giáng sinh. Quý vị ơi, chạm vào tay ạ. Bài hát đêm đông tranh lòng tôi nhớ người, tà áo Noel cứ tha trong chiều nào, dập dìu trên đường đi lễ lấp lánh sao đêm tuyệt vời, đẹp thay ôi mùa sao xa. Từ khắp muôn phương lòng thành đang hướng về, ngồi ngắm sao đêm chắc cho xuôi phần bờ, nguyện cầu yên bình nhân thế giữ vững tin yêu trọn đời. Bài thánh
ngang ngọt đầu môi. Quê hương chinh chiến đã lâu rồi, miệt mài biên cương vẫn miệt mài đi. Mấy mùa Giáng sinh niềm nhớ vẫn không tìm về, hòa theo cung nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, mỗi năm sau đêm chép cho xuôi phần thơ, gửi về cho người biên giới chiến đấu sống ba đời đầu một dư âm mùa Giáng sinh. Chúa sinh ra đời, từ khắp mọi hướng lòng hạt đang hướng về. Mừng Chúa ngôi hai Giáng sinh trên trời cao, nguyện cầu yên bình nhân thế, giữ vững tin yêu trọn đời một dư âm mùa Giáng sinh. Yên bình nhân thế, giữ vững tin yêu trọn đời một dư âm mùa mùa Giáng sinh. Xin cảm ơn rất nhiều. Giáng sinh về, mọi giáo đường đã vang lên tiếng chuông sinh nhật. Tiếng chuông như lời mời gọi thúc giục mọi tâm hồn người Kitô hữu cùng hướng lên Chúa, cùng mở rộng tâm hồn để đón Chúa Giáng sinh ngự đến. Đó cũng là những tâm tình mà các em thiếu nhi ngày ngấu muốn gửi đến cộng đoàn trong đêm Giáng sinh hôm nay qua nhạc phẩm Tiếng Chuông Ngân. Mời cộng đoàn cùng đón xem.
Mời cộng đoàn cùng thưởng thức màn độc tấu kèn của nhạc công Vũ Đạt với nhạc phẩm mang tựa đề Mùa Đông Năm Ấy. Thank you.
tiếp nối chương trình văn nghệ đêm nay là màn trình diễn thời trang với sự có mặt của các siêu mẫu trong giáo xứ dị nậu. Xin trân trọng giới thiệu màn trình diễn thời trang của nhóm BB. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa khách quan hai họ, kính thưa hai tàu lá cọ, kính thưa hai lọ lục bình, kính thưa các cụ linh tinh, kính thưa các em học sinh đang dình đầu vào thuốc lá, kính thưa các bạn đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ, đang trực tiếp trên kênh Today TV và đài phát thanh thông tấn của thành phố Sihanouk. Và các bạn nhớ bình chọn cho chúng tôi đường dây nóng 1900 1Z hoặc qua website 66 3508. Chúng tôi có giải thưởng rất hấp dẫn, giải nhất là một chuyến du lịch 3 ngày tại Gò Mả Vẽ, giải 2 là một chuyến du lịch nghỉ mát tại đập tràn Dị Nậu, giải 3 là một sim số đẹp của hãng Viettel mang số 1900 101. Có Trang Ánh, cô đến từ Australia, cô có chiều cao lý tưởng, cô được giải nhất hoa hậu thế giới. Cô đang khoác trên mình bộ trang phục có giá trị hàng chục tỷ đồng. Cân nặng của cô là 101 kg. Số bông tay của cô là 1001. Linh Linh, cô đến từ Tokyo, chiều cao của cô là 1m7. Cô có sở thích ăn thịt chó chấm muối trắng. Số báo danh của cô là 2002. Xin các bạn hãy bình chọn cho cô. Thủy Ngọc, cô đến từ Malaysia, cô là người mẫu được hiệp hội người mù công nhận, công việc của cô là sáng nhặt lá chiều gà ông bơ. Số báo danh của cô là 2003. Phương Ngọc, cô đến từ Algeria, cô xuất thân từ trong hiệp hội cái bang ăn mày ở Algeria, hiện tại cô đang làm ở xã hội đen ăn mày. Của cô là 4004. Thủy Vân, cô đến từ Philippines, cô có sở thích mặc áo mưa khi trời nắng, đặc biệt cô là con gái của Vân Dung, chị gái của cô là ca sĩ Trong Rong Cho. Ngọc Ánh, cô đến từ Bồ Đào Nha, tính tình cô nát bẹt, đặc biệt cô rất thích hát một mình và múa một mình vào trời nắng và đứng giữa sân. Số báo danh là 1929. Phương Phương, cô đến từ Campuchia, cô hay đi thần thờ một mình và cô có thói quen 4 tháng tắm một lần. Số báo danh của cô là mang tên một loại bia 333. Quốc anh đến từ Ả Rập Xê Út, anh đang mặc cái quần 4 tháng này chưa thay, anh là bang chủ cái bang, anh đã giành được đả cầu vồng từ Phù Dung và Quách Tĩnh. Số báo danh của anh là 0222. It's up to me, it's up to us, it's up to you. It's up to him, it's up to her, it's up to me, it's up to us.
nối chương trình văn nghệ đêm nay là cử điệu Tâm Điểm Giáng Sinh do Ban Giáo Lý thể hiện. Xin mọi người cùng đón xem. Jingle bells.
bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight and sing a sleighing song. Just take a bottle day to 40 years of speed. Reach into a open sleigh and crack, you'll take the lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hãy
Yeah.
Tiếp theo chương trình là vũ điệu Đưa Con Đi của giới trẻ Di Nậu. Xin đoàn cùng đón xem. Chia với những ai sầu đau. Đêm hẹn Giêsu, lời thương mến luôn dâng trào. Ly nước lá trao cho người là thập tự hàng ngày vác trên vai. Đêm hẹn Giêsu, hẹn vòng tay đầy thương mến. Đêm hẹn Giêsu, hẹn tình yêu với trái tim càng thông. Đêm hẹn Giêsu, hẹn gặp giữa nơi cô tình, hẹn gặp giữa nơi phố phường, hẹn giữa chân cho nhau như Chúa. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp mỗi chúng ta. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn lên đôi hiến tế. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa muôn người. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn một cõi riêng tư. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa phố đông. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn nơi mình thánh Chúa. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa cuộc đời. Giêsu điểm hẹn, tôi hẹn gặp trong tình yêu. Được hẹn Giêsu, hẹn vòng tay đầy thương mến. Được hẹn Giêsu, hẹn tình yêu với trái tim càng thông. Điểm hẹn Giêsu, hẹn gặp giữa nơi cô tình, hẹn gặp giữa nơi phố phường, hẹn giữa chân cho nhau như Chúa. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp mỗi chúng ta. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn lên đôi hiến tế. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa muôn người. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn một cõi riêng tư. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa phố đông. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn nơi mình thánh Chúa. Giêsu điểm hẹn, hẹn em hẹn tôi, hẹn gặp giữa cuộc đời. Giêsu điểm hẹn.
ảnh thật là tuyệt vời, một hình ảnh gợi lên cho chúng ta sự hy sinh, sự cao quý, ngọn nến được thắp lên trong đêm tối như nhắc nhở mỗi người chúng ta cùng hướng tâm hồn, cùng mở rộng tâm hồn để chào đón Chúa Giáng sinh. Và để tiếp theo chương trình, mời cộng đoàn cùng thưởng thức nhạc phẩm Hang Bethlehem với sự thể hiện của Hội Hiền Mẫu. Mời cộng đoàn cùng đón xem. Song.
có ai vỗ tay con buồn quá. Vâng ạ, con xin cảm ơn quý công đoàn rất nhiều và con xin được chúc quý công đoàn đón một mùa Giáng sinh an lành và thánh đức. Và bài hát con xin gửi tới một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Duy, ca khúc No End Về. Xin mời công đoàn cùng lắng nghe. Và giấc giấc chơi thơ nó em về, nó em về và đi thơ và lên bắt chân ai nó em về, nó em về muôn bình an ra sao trên dương thế Chúa sang trần đem ơn lành niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong cơn say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian ngăn bình đêm hy vọng người tặng ban cho nhân thế niềm tin Chúa giang trần đem ơn lành nào có ai hiểu được thấu tình sâu qua bao đời muôn con người hàng đời trong một tình yêu cứu thế nay giang trần đem ơn lành niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ biết hát lên bài ca mừng Giáng sinh Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian tuy ơi không bên chưa vỗ tay các bạn đã hết rồi xin cảm ơn rất nhiều. Cho con hiểu thương cánh đời nào có ai hiểu được thấu tình sâu qua bao đời muôn con người hàng đời trong một tình yêu cứu thế Chúa sang trần đem ơn lành muôn thánh ân chi chưa đã dâng ban nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca các con thiếu nhi ơi, chúng mình ở đâu? Vừa rồi thì chị đã được nhìn thấy từ xa xa.
ông già Noel trên những con tầng bậc rất là thân quen đang đến với chúng mình. Bây giờ chúng mình đã muốn gặp gỡ ông già Noel chưa? Vậy thì bây giờ chị sẽ mời ông già Noel đến với chúng mình. Chúng mình có đồng ý không? Với một điều kiện, chúng mình sẽ ngồi ngoan tại chỗ và ông già Noel sẽ đến với chúng mình để phát cho chúng mình những phần quà của chú Hai Đồng. Chúng mình có đồng ý không? Các em ngồi chúng cho chị xem là mình phải ngồi giúp thì ông già Noel mới đến với chúng mình nào. Ông già Noel ơi! Ông già Noel! Ông ở đâu? Ông ở đâu? Các em thiếu nhi rất là mong chờ ông! Các cháu ơi! Ông già Noel đến rồi! Lấy quà không? Các cháu ở đâu? Gọi ông già Noel to lên! Christmas.